Chào mừng các bạn đến với kênh Quản lý Thế Thắng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ cơ Vedon, một thương hiệu của Nhật, hàng chính hãng, được sản xuất và lắp ráp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Cũng giống như cái thương hiệu iPhone của Mỹ mà được lắp ráp tại Trung Quốc. Tất cả các đồng hồ iPhone trên toàn thế giới không một chiếc nào được lắp tại Mỹ cả, mà tất cả đều sản xuất tại nhà máy của Trung Quốc hết. Tôi nói như vậy để cho các bạn biết được là nếu mà đã là hàng chính hãng thì chất lượng của nó sẽ rất tuyệt vời, phải không ạ? Nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng của nó. Về size mặt nó là 39mm, kính sapphire chống xước và chống nước, các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái. Với thiết kế vỏ và dây bằng inox mạ PV vàng 18K, tạo một cái điểm nhấn rất là sang trọng. Ở trên kim thì nó có phần dạ quang, và xung quanh phần giờ thì nó cũng có dạ quang, các cái chấm dạ quang để các bạn có thể xem giờ buổi tối. Tuyệt vời. Tôi sẽ phóng to một chút để cho các bạn xem. Ở góc 6 giờ nó là kim dây nó đang trôi rất nhịp nhàng. Góc 9 giờ là phần lỗ máy. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Con này rất là dễ đeo. Ở núm thì có ký hiệu chữ V trong Vedon. Khóa của nó thì dạng khóa cánh bướm như thế này, rất là cân tay. Khi các bạn đeo thì tay ốp vào đây rất cân, không bị lệch tay giống như một số cái khóa khác. Rất dễ sử dụng. Đây là bộ máy của nó, dạng bộ máy của Nhật, dạng máy của Seiko. Thông số của nó thì bao gồm có đây, nó ghi là kính sapphire này. Mã đồng hồ là VD3038G này. Vỏ và dây bằng inox này. Chống nước ở đây nó ghi là 100m này. Ok chưa ạ? Đây là máy, dạng máy của Seiko rất là bền và chính xác. Một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp hãng. Đây là hộp của nó. Một bộ sản phẩm, đây hộp hãng. Trong đây thì sẽ có một cái cuốn sổ bảo hành, cái sổ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung và bằng tiếng Anh, là hai thứ tiếng mà được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới hiện nay. Đây. Trong đây sẽ có cả tiếng Anh nữa. Đây, tiếng Anh. Ok chưa? Và một cái thẻ bảo hành 2 năm. Với dòng hàng hãng này các bạn xài thoải mái, ok chưa? Tôi tự tin đảm bảo các bạn là nó rất là bền và sang. Những bạn ở gần thì có thể qua trực tiếp mình ở khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội để xem và lấy sản phẩm. Đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao đến tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem, đúng mẫu với lẽ và thanh toán tiền. Số của mình đó là 0912681586. Khách hàng của mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Từ Bắc vào Nam, tỉnh nào mình cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng trên trang cá nhân hoặc là ở fanpage của mình á, để xem cảm nhận của mọi người đã sử dụng, đã mua, nói về mình như thế nào. Và các bạn có thể vào cảm nhận, đóng góp cho mình những ý kiến của bạn ở đó. Nó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn để giúp mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ quý khách hàng gần xa ngày một tốt hơn nữa. Mình sẽ đeo thử lên tay để cho các bạn cảm nhận được khi nó lên tay nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Đây, nó rất là ôm tay nhé. Vì thiết kế size mặt 39, chính vì vậy mà rất là vừa hầu hết với mọi cổ tay. Đấy, rất ôm tay, rất sang. Cái phần dây nó kiểu mạ vàng như thế này, nó tạo một cái điểm nhấn rất là tuyệt vời khi mà đeo lên tay. Đừng quên theo dõi mình để xem những cái mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.